mọi vật trong nhà đều bị bám bụi. Bàn ghế vừa lau khoảng 10 phút đã bị bụi phủ kín. Nhiều người bị bệnh về đường hô hấp bởi môi trường không khí quá ô nhiễm. Đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân nơi đây cũng hoàn toàn bị xáo trộn. Đó là thực trạng hiện nay của các hộ dân thôn 4 và thôn 5 của xã Tân Trường, nằm phân bổ dọc tuyến đường Nghi Sơn Bãi Trành, đoạn từ cầu Hổ đến khu vực Ủy ban nhân dân xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia. Thế còn đúng chạy suốt ngày mà chưa được kêu, chạy cũng lâu. Thế lâu qua thế nhưng không lâu không được chi đâu được. Bụi bặm lâu suốt ngày. Cái ngày cũng có 4 lần nhưng mà cứ bụi bặm. Cần nhìn trong nhà mà nhìn ra đi vô là lỗ chân luôn kìa. Bụi đâu mà. Lâu suốt ngày không lâu nổi. Nguyên nhân bởi hàng trăm lượt xe cày ngày sới đêm trong nhiều năm khiến bề mặt tuyến đường này liên tiếp xuất hiện những ổ gà, ổ voi với mật độ dày đặc. Hiện trạng đường xá hư hỏng dẫn đến tình trạng bụi bay mù mịt như màn sương, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực. Tuyến đường huyết mạch dài gần 3 km này đã bị hư hỏng, băm nát hoàn toàn. Chừng 10 phút đứng tại nút giao gần cầu Hổ, hàng chục xe ô tô tải tôn thùng cao khoảng 1,5 m chở hàng hóa quá tải vẫn dần dập lưu thông như trốn không người. Dọc theo tuyến đường về phía tây, đoạn đường trước cổng chợ Tân Trường có nhiều hố rộng, những vệt bánh xe hằn sâu xuống đường như những ao nhỏ. Tuy tạnh mưa cả tuần nhưng bùn đất vẫn nhầy nhụa trơn trượt, người dân đã phải đổ đất đá trước cửa để ngăn các phương tiện chạy sát nhà mình. Được biết hàng ngày, các đoàn xe tải tôn thùng cao chở vật liệu, răm gỗ, gỗ, thậm chí quặng từ các huyện miền núi đều rồng rắn lưu thông qua đây. Không biết những con đường cũng như cuộc sống của người dân hai bên đường nơi đây còn chịu hệ lụy từ những chiếc xe quá khổ quá tải đến bao giờ, đề nghị các lực lượng chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng trên.